Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Ba Lan điều hơn 1.000 binh sĩ đến biên giới phía đông, trong bối cảnh lo ngại về sự hiện diện của Wagner ở Belarus khiến căng thẳng gia tăng. Các đồng minh của Mỹ bao gồm Anh, Canada và Tây Ban Nha đã bày tỏ quan ngại trước quyết định của Tổng thống Joe Biden chuyển giao bom chùm cho Kiev. Zemledilye là hệ thống giải mìn từ xa, được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn Rostec của Nga. Ông Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 7 công bố một đoạn video về chuyến thăm của ông tới đảo rắn nằm trên Biển Đen. Đoạn video được đăng tải đúng thời điểm tròn 500 ngày xung đột bùng phát ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Hơn 1.000 binh sĩ và gần 200 thiết bị từ lữ đoàn cơ giới số 12 và 17 đang bắt đầu di chuyển về phía đông của đất nước, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blazak thông báo trên Twitter ngày 8 tháng 7. Đây là minh chứng cho thấy chúng tôi sẵn sàng đáp trả những nỗ lực gây bất ổn gần biên giới. Một tuần trước đó, khi Ba Lan cho biết sẽ điều 500 cảnh sát tới, tăng cường an ninh tại khu vực biên giới với Belarus. Ông Blazak hôm 7 tháng 7 nói rằng, Warsaw đang nỗ lực ngăn chặn những cuộc tấn công tiềm tàng và sẽ đáp trả tất cả các mối đe dọa. Quân đội Ba Lan có hơn 175.000 binh sĩ, xin chân thành cảm ơn vì đã có rất nhiều người tình nguyện phục vụ trong quân đội. Điều quan trọng là Ba Lan được an toàn, ông cho hay. Những tuần gần đây, Ba Lan ghi nhận sự gia tăng số lượng người di cư cố vượt biên từ Belarus. Theo lực lượng biên phòng, hơn 200 người cố vượt biên trái phép trong ngày 7 tháng 7, trong đó có công dân Morocco, Ấn Độ và Ethiopia. Ba Lan đang lo ngại chuyện từng xảy ra năm 2021 lặp lại. Khi đó, Liên minh châu Âu, EU cáo buộc Belarus kích động cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người từ Trung Đông, châu Á và châu Phi đến Ba Lan để vào khối, nhằm trả đũa lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Min. Belarus bác bỏ cáo buộc. Để chặn dòng người nhập cư, Ba Lan năm 2022 đã xây một hàng rào mới dọc theo biên giới với Belarus. Trong khi đó, Min hồi tháng 4 cáo buộc Ba Lan chứa chấp những người Belarus lưu vong đang huấn luyện cho một cuộc nổi dậy ở quê nhà. Chính phủ Belarus cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ những người này, đồng thời cáo buộc họ cũng được huấn luyện ở Ukraine, Latvia, Litva và Séc. Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga tháng trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói, Min sẽ tham gia xung đột ở Ukraine nếu xuất hiện hành động gây hấn chống lại chúng tôi, cảnh báo về các cuộc tấn công tiềm tàng từ lãnh thổ của Ba Lan, Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia vùng Baltic nào. Động thái tăng cường an ninh biên giới của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh Warsaw lo ngại sự hiện diện của lực lượng Wagner ở Belarus có thể dẫn đến căng thẳng biên giới gia tăng. Một chỉ huy cấp cao của Wagner ngày 8 tháng 7 nói rằng các thành viên trong nhóm đang chuẩn bị chuyển đến Belarus theo thỏa thuận với Điện Kremlin sau cuộc nổi loạn. Danh sách Sivera, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Ba Lan, tháng trước cảnh báo Wagner khi ở Belarus có thể sử dụng dòng người nhập cư từ châu Phi để gây bất ổn khu vực Trung và Đông Âu. Một số quan chức tình báo phương Tây ước tính có vài nghìn tay súng Wagner sẽ sang Belarus. Trước đó, ngày 7 tháng 7, giờ Washington, Tổng thống Joe Biden xác nhận Mỹ sẽ cung cấp hàng nghìn bom chùm, đạn chùm trong gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Nói với CNN, Tổng thống Joe Biden cho biết, ông đã suy nghĩ và cân nhắc khá lâu trước khi đưa ra quyết định vì người Ukraine sắp hết đạn. Quyết định này nhanh chóng bị các tổ chức nhân đạo, nhân quyền quốc tế phản đối, với lý do bom chùm đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng dân thường, thậm chí rất lâu sau khi xung đột kết thúc. Các nước Anh, Canada và Tây Ban Nha cũng bày tỏ quan ngại đối với việc sử dụng vũ khí sát thương nguy hiểm này. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robo khẳng định nước này có cam kết chắc chắn về việc sẽ không gửi một số loại vũ khí và bom nhất định tới Ukraine. Trong khi đó, chính phủ Canada đặc biệt lo ngại về tác động tiềm ẩn của những quả bom con được giải phóng ra khỏi bom mẹ và chưa nổ sau khi rơi xuống mặt đất, đặc biệt là đối với trẻ em. Đáp lại hành động của chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 8 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho rằng quyết định cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine của Mỹ là một hành động có chủ đích kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh quyết định của chính quyền Mỹ tiếp tục cho thấy đường lối chống Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bà cũng cho biết Nga xem những cam kết về việc sử dụng bom chùm một cách có trách nhiệm của chính quyền Ukraine là không đáng tin cậy. Bom chùm là loại bom phát nổ trên không trung, giải phóng nhiều bom con nhằm tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc trên một khu vực rộng lớn. Bom và đạn chùm có thể được thiết kế để phóng đi từ nòng pháo, bệ phóng rocket hoặc thả từ máy bay. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, một số bom chùm và đạn chùm có tỷ lệ chưa phát nổ cao sau khi khai hỏa, lên tới 40% trong một số trường hợp. Chúng có thể tồn tại hàng chục năm trên mặt đất và sẵn sàng phát nổ bất kỳ lúc nào. Điều này khiến nguy cơ dân thường bị ảnh hưởng bởi bom, đạn chùm là rất lớn. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết,
tỷ lệ chưa phát nổ đối với bom chùm và đạn chùm sẽ chỉ dưới 3% nếu chúng được gửi tới Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cam kết rằng, bom chùm sẽ chỉ được sử dụng để xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương chứ không phải ở các khu vực đô thị. Zemledilye là hệ thống giải mìn từ xa, được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn Rostec của Nga. Hệ thống giải mìn từ xa Zemledilye được giới thiệu chính thức tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2016. Sau đó được quân đội Nga thử nghiệm trong cuộc tập trận chiến lược Trung Nga-Belarus ZAPAD 2021. Hệ thống này cũng xuất hiện tại lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 9 năm 1945 đến 9 tháng 5 năm 2021 trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Zemledilye được thiết kế trên khung xe tải quân sự 8x8 Kama 6560, bao gồm một cabin cho kiếp vận hành ở phía trước và hai khoang chứa tên lửa phía sau. Mỗi khoang chứa 25 ống phóng với tên lửa hỗn hợp cỡ 122mm. Các ống này được xếp thành hình chữ nhật, có 5 lớp, mỗi lớp 5 ống. Mỗi tên lửa được trang bị đầu đạn chứa mìn chống tăng và mìn chống bộ binh. Để tự vệ, xe tải Kama được trang bị thêm 3 ống phóng lựu đạn khói ở hai bên cabin điều khiển. Cabin này nằm ở phía sau cabin của kiếp vận hành. Zemledilye có khả năng phóng mìn bao phủ một khu vực rộng, tương đương kích thước của vài sân bóng đá chỉ trong vòng vài phút. Hệ thống này có tầm bắn từ 5km đến 15km. Zemledilye sử dụng hai loại đạn, loại 3M16 có chiều dài 3,02m và trọng lượng 56,4kg, mang theo 5 quả mìn sát thương POM-2, đặt thành một hàng theo chiều dọc. Loại đạn còn lại là 9M28K có chiều dài 3,02m, trọng lượng 57,7kg, mang theo 3 quả mìn chống tăng PTM-3 chứa 1,8kg thuốc nổ. Xe phóng của hệ thống ISBM Zemledilye được trang bị định vị vệ tinh, máy tính và trạm thời tiết, cho phép người điều khiển điều chỉnh và tính đến tác động của thời tiết đối với đường bay của tên lửa. Thông tin về tọa độ rơi tên lửa sẽ được truyền về sở chỉ huy. Ở đó, vị trí, cấu hình và kích thước chính xác của bãi mìn được đánh dấu trên bản đồ điện tử, giúp quân đội có thể tránh, vượt qua bãi mìn và có thể dễ dàng vô hiệu hóa bãi mìn sau khi kết thúc nhiệm vụ. Một tính năng đặc biệt của Zemledilye là khả năng lập trình thông minh, cho phép người vận hành tùy chỉnh mìn để nhắm vào các mục tiêu cụ thể như xe bọc thép hoặc bộ binh. Hơn nữa, hệ thống này còn tích hợp các cảm biến tiên tiến giúp xác định các lực lượng bạn, tránh va chạm ngoài ý muốn với các phương tiện bạn một cách hiệu quả. Hôm nay chúng tôi đang ở đảo Rắn, nơi sẽ không bao giờ bị đối phương chinh phục giống như toàn bộ Ukraine, bởi vì chúng ta là đất nước của những người dũng cảm, ông Zelensky nói trong một video được đăng tải trên Twitter. Tôi biết ơn tất cả những người đã chiến đấu ở đây. Ký ức của những người đã hy sinh mạng sống của họ trong trận đánh này, một trong những trận quan trọng nhất luôn được khắc ghi. Đoạn video được đăng tải ngày 8 tháng 7, nhưng không rõ được ghi lại vào thời điểm nào vì nhà lãnh đạo Ukraine hiện đang có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Trong video, Tổng thống Zelensky mặc áo hoodie đen và áo chống đạn. Ông đặt hoa để vinh danh những người đã bảo vệ hòn đảo, đồng thời cảm ơn tất cả những người lính đã chiến đấu cho Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Tôi muốn cảm ơn chính xác là từ đây, từ địa điểm vinh quang này mỗi người lính của chúng ta trong 500 ngày qua, ông Zelensky nói. Đảo Rắn là hòn đảo chiến lược nhìn ra các tuyến đường biển dẫn đến Odessa, cảng chính ở Biển Đen của Ukraine. Ngày 30 tháng 6, quân đội Nga rút khỏi đảo Rắn mà lực lượng này đã giành được từ những ngày đầu của chiến dịch, gọi đây là một cử chỉ thiện chí. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.